Dạ, xin mến chào quý vị. Hiện tại mình đã có mặt tại nhà Dương nữa ha quý vị. Thì cũng lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe ha, thành công trong việc ha quý vị. Quý vị nào xem nhớ đăng ký ấn chuông cập nhật những video tiếp theo ha quý vị. Và đăng ký ủng hộ kênh cho mình ha, ngày càng phát triển ha quý vị. Mình cũng thay mặt quý vị cảm ơn đã quý vị đã ủng hộ Dương ha quý vị, những video nào lên bán hết. Và anh chào Dương ơi. Chào quý vị xin mọi miệng trước nha. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ em hết clip vừa qua. Hiện tại giờ em lên được 20 mấy phô tư quý nên phục vụ quý vị nha. Xin mọi miệng trước nha. Rồi, vô cây số 1 em, chiều cao. Cây số 1. Cây bonsai không quý vị, lần lực. Năm cao nó là 32. Chiều cao 32 quý vị. Mình em của nó là 35. Rồi, 35. Rồi mã số 1 giá luôn chưa? Dạ, mã số 1 luôn chiều 8 nha. Chiều 8 hả quý vị? Thì mình cũng biết thông tin ha, năm nay thì quý vị thấy ha. Hồi năm trước đầu năm mình đi quay rất là nhiều tứ quý không quý vị, nhưng mà cái nguồn tứ quý nhỏ nhỏ bây giờ nó thiệt nó cạn kiệt quý vị, không phải là cạn kiệt nhưng mà cái giá nhà vườn nhiều khi nó đội lên ra cái thị trường gấp 3 gấp 4 lần. Nên năm nay anh em mua cây cũng không có được nhiều cây không quý vị. Rồi cây số 2. Cây số 2 chiều cao cũng 32 nha. Rồi chiều cao 32. Anh em của nó là 25 đi. Rồi, 26 chuẩn mà tính 25 luôn ha quý vị. Rồi giá luôn chưa? Dạ, cái số 20 giao luôn 1 triệu. Bởi vì nhiều khi quý vị không hiểu, không có vô nhà vườn mua quý vị nói mắc. Tới giờ mua khó quý vị. Cái số 3. Có mình em Dương này hôm nay mình quay cũng rất là nhiều, mấy anh em kia hôm nay không có cây. Rồi chiều cao luôn nha. Chiều cao đó là 26. Rồi. Anh em của nó là 22. Rồi. Nó có cái lỗ đó ha quý vị, đục xử lý keo lại ha. Lỗ miệng xa. Ừ, xa luôn quý vị, đục xử lý keo lại ha. Rồi mã số 3 giá luôn em. Số 3 là em giao luôn 750. Rồi mã số 3 750 quý vị. Bao ship quý vị mọi miền Tổ quốc ha. Thì địa chỉ của Dương ở đây cũng là chợ gạo Tiền Giang ha quý vị. Rồi mã số 4 cũng là cây bonsai luôn. Chiều cao Dương. Cao nó là 39. Rồi chiều cao 39 quý vị. Rồi cái dưới này. Rồi 26. 26. Rồi. Dạ. Đây thì nó cũng có hai ba cái thẹo không quý vị, nhưng mà đề giờ đục đục cũng xin lấy keo lại không quý vị, chứ không có gì ha. Thì bệnh dư cũng bao sống bao xíu quý vị mọi miền Tổ quốc ha. Giá luôn nha. Rồi mã số 4 giao lưu 1.100.000. Rồi mã số 4 1.500.000 không quý vị. Rồi chiều cao luôn em. Chiều cao của nó là 42. Chiều cao 42 quý vị. Mình em nó 27. Rồi. Giá luôn em. Mã số 5 em cho luôn chiều 3. Mã số 5 chiều 3 quý vị. Chiều cao của nó là 49. Chiều cao 49 quý vị. Rồi 25 yếu 24. Tính 24. Rồi giá luôn em. Mã số 8 giao luôn 1.1 triệu. Rồi mã số 6 1.1 triệu quý vị. Chiều cao của nó là 92. Chiều cao 92. Anh em của nó là 22. Rồi. Xe dài dòng đế không? Rồi giá luôn em. Mã số 7 giao luôn chiều 2 em. Rồi mã số 7 triệu 2 quý vị. Chiều cao của nó là 86. Rồi. Chiều cao 86. Anh em của nó là 26. Rồi, 26 chuẩn luôn. Dạ.
Rồi giá luôn em. Mã số 8 em giao luôn 1 triệu. Rồi mã số 8 1 triệu quý vị. Mã số 9. Khe dán trực bóp giót. Cái canh điệu quý vị. Chiều cao của nó là 75. Chiều cao 75. Này của nó là 20. 20. Rồi. Này về quý vị trồng trật lại bình thường ha, trồng trật lại là để bên kia nó cắm xuống ha quý vị. Do cái bầu em đúng rồi. Giá luôn em. Dạ, mã số 9 giao lưu 950 anh. Rồi mã số 9 950 quý vị. Mã số 10. Mã số 10, thăng lắc. Chiều cao của nó là 78. Chiều cao 78 quý vị. Em của nó là 19. Rồi 19 quý vị. Trực lắc ha. Rồi giá luôn em. Mã số 10 vô lô 600. Rồi mã số 10 600 quý vị. Mã 11. Song thụ 2 thân. Hàng mini. Chiều cao nó là 95. Rồi. Còn em cũng 19. Rồi. Rồi giá luôn em. Mã số 11 giao lưu 700. Rồi mã số 11 700 quý vị. Mã 12. Chiều cao nó là 60. Rồi. Còn eo nó 15. Rồi. Rồi giá luôn không? Dạ, giờ luôn mã số 12 550. Rồi mã số 12 550 quý vị. 53. Chiều cao nó là 39. Rồi. Heo của nó là 20. Rồi. Này là đúng heo con nè. Có cái con. Có cái nhỏ không gì. Rồi giá luôn nè. Mã số 13 em giao lưu 750. Rồi mã 13 750 quý vị. Mã 13. Toàn bộ là tứ quý không không quý vị. Chiều cao nó là 39. Rồi, chiều cao 39. Và neo nó là 23. Rồi. Giá luôn em. Mã số 14 vô lưu 800. Rồi, mã số 14 800 quý vị. Mã số 15. Số 15. Kéo bạn sẽ động chút xíu. Không khỏi đi. Chiều cao nó là 58. Rồi chiều cao 58 quý vị. Mặt ngang của nó là 19. Rồi. Rồi giá luôn em. Mã số 15 giao lưu 700. Rồi mã số 15 700. Mã số 16 cây mini bonsai. Bài. Chiều cao nó là 39. Rồi. Và neo của nó là 14 à. Rồi. Nó dán bài. Giá luôn em. À, mã số 16 giao lưu 400. Rồi mã số 16 400 quý vị. Mã số 17. Chiều cao nó là 62. Rồi. Và neo của nó là 14. Có cái dính lỗ không quý vị, mà xàm rồi đang kéo liền tiền nào của nấy quý vị. Rồi giá luôn em. Mã số 17 giao lưu 300. Rồi 300 quý vị. Mã số 18. Chiều cao nó là 68. Chiều cao 68. Nếu nó 13. Rồi. Rồi giá luôn em.
số 18 giao luôn 250. Rồi mã số 18 250 quý vị. Số 19. Cây giáng trực. Cây tàn không quý vị. Còn cốt. Cây nó là mít 4. Cây cao mít 4. Quý tàn. Nè của nó 16 rồi. Giá luôn em. Số 19 giao luôn 500. Rồi mã số 19 500 quý vị. Số 20. Cây bonsai cây này đẹp nè quý vị. Cây nguyên củ đế ha. Cây này rất khéo cây ha. Nói chung cây này đẹp nhưng mà nó có chín lũa đây. Chín lũa mà thông cây quý vị. Em đây nhìn thông. Em báo trước. Rồi chiều cao đi em. Nói chung cái chín lũa nó không ngại. Cái này em bao sống. Cao đó là 46. Rồi. Giờ không biết đo làm sao đó. Mình đo hai đoạn đi. Ừ. Đúng rồi, không đo vị trí đó là chuẩn nha. Tại đâu có rễ đâu. Dạ, nhưng mà anh đo hai đoạn cho khách đi. 33. Đoạn này là 33. Đoạn mèo ngay cổ 29. 29. Trời ơi quý vị. Lũa xàm ha, chứ nó không mục không quý vị. Cái này là anh báo trước. Rễ luôn. Đang kéo ra. Rồi giá luôn vô. Dạ, mã số 20 em vô luôn 2 triệu. Rồi mã số 20 2 triệu. Dạ, 21. Chiều cao của nó là 50. Rồi. Còn em nó 23. Rồi. Giá luôn em. Mã 21 giao lưu 750. Rồi, 750 mã số 21. Mã số 22. Mà tôi quý luôn ha em. Dạ. Tôi quý luôn ha quý vị. Đầu đinh. Dạ. Bonsai để bàn. Không biết sao đo luôn. Rồi thì đo đạn vậy đó. Có 9 nè. Rồi, chiều cao 9. 20. Mình leo 20. Rồi. Dạ. Rồi giá luôn em. Mã số 22 em giao lưu 250 anh. 250. Số 23 cũng mã này cuối clip luôn. Cuối clip gì? À, chiều cao của nó là 26. Rồi cây hơi hảo thôi chứ mấy cây này giá trị nó ít. 26 anh. 26 luôn. Có mấy chỗ này thì nó về quý vị đục là xử lý keo ha, thì bên Dương bao sống quý vị yên tâm ha, đục xử lý keo là ghép đóng vài bo chơi cũng được không quý vị. Thì giá chỉ có giá luôn vô cho biết luôn đi. Giá của nó 250. Rồi 250 thế không quý vị, thì quý vị cũng nhìn cân đối ha. Rồi thì cuối video mình cũng thay mặt Dương ha. Cảm ơn quý vị dành thời gian quý báo xem hết video ha. Thì quý vị xem thích cái nào quá lâu trực tiếp liền ha quý vị. Tại giờ tới quý vị giống như là trái hàng ha quý vị.